Trong buổi học trước thì chúng ta đã cùng nhau học về các chế độ lấy nét. Có hai cách lấy nét là lấy nét tự động và lấy nét tay. Đối với lấy nét tự động thì chúng ta có 3 chế độ. Chế độ on shot chúng ta sử dụng để chụp tĩnh vật hoặc chụp những chủ thể không di chuyển. Chế độ iSurvo chúng ta sẽ sử dụng đối với những chủ thể có di chuyển. Cuối cùng là chế độ iFocus là kết hợp của hai chế độ trên. Để biết rõ hơn về các chế độ này thì chúng ta hãy cùng nhau xem lại tập trước nhé. Còn bây giờ thì vào lớp thôi. Ngoan. Chào vào lớp. Tùng Thính có chuyện gì đây? Thằng này bị người yêu đá. Em chỉ nhớ mồm thôi. Ta chỉ nhớ mồm thôi mà hiểu không? Mồm. Chuyện là như thế này con. Ô, sao da em vàng này? Đúng là của bé bị viêm gan không? Này thì viêm gan này. Chia tay. Trời ơi. Trường hợp này là do không biết cân bằng trắng rồi. Thôi được. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em biết cân bằng trắng là gì và làm thế nào để cân bằng trắng. Như các em đã biết, mắt người có một khả năng vô cùng vi diệu, đó chính là nhận biết màu sắc của sự vật một cách chính xác với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên thì đối với máy ảnh không phải như vậy. Đối với những chiếc máy ảnh xịn thì đây không phải là vấn đề, nhưng mà đối với những chiếc máy ảnh thông thường chúng ta sẽ cần căn chỉnh một chút. Việc căn chỉnh màu sắc này phần lớn dựa vào một tính năng, đó chính là tính năng cân bằng trắng. Cân bằng trắng có nghĩa là làm sao cho máy ảnh nhận biết đúng phần màu trắng, hay còn gọi là trả màu trắng về đúng với màu trắng. Kéo theo là các tông màu khác cũng sẽ chính xác hơn giống với mắt người. Đồng thời thì việc cân bằng trắng cũng sẽ giúp các em điều chỉnh cảm xúc bức ảnh thông qua việc làm cho tông màu của bức ảnh trở nên ấm hơn hay là lạnh hơn theo ý đồ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ là phần nhiệt độ màu. Nhiệt độ màu được quy định bởi thang nhiệt độ màu Kelvin hay còn gọi là độ K. Mỗi vật sáng sẽ cho một nhiệt độ màu khác nhau. Trong máy ảnh thì khi chúng ta muốn tông màu trở nên lạnh hơn, chúng ta sẽ giảm độ K đi. Muốn tông màu ấm hơn, chúng ta sẽ tăng độ cao lên. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần các cách để cân bằng trắng. Đơn giản nhất và dễ nhất thì chúng ta có Auto White Balance. Ở chế độ này thì máy sẽ tự động tính toán nhiệt độ màu để cho ra một bức ảnh có màu sắc chuẩn nhất. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ này trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, như cô vẫn thường nói thì máy ảnh cũng chỉ là một cái máy. Nên trong trường hợp các em chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp, như là chụp ảnh trong một buổi biểu diễn có nhiều nguồn sáng khác nhau, thì máy ảnh, đặc biệt là những chiếc máy ảnh đời cũ, có thể sẽ tính toán màu sắc sai. Ngoài Auto White Balance ra thì chúng ta có thể sử dụng các chế độ cân bằng trắng khác có sẵn trong máy ảnh. Đầu tiên là chế độ Daylight. Chúng ta sẽ sử dụng chế độ này trong những ngày có ánh nắng. Tiếp theo là chế độ Shade, sử dụng để chụp trong những ngày có bóng râm. Tiếp theo đó là chế độ Cloudy, sử dụng trong những ngày có mây. Tiếp theo là chế độ Tungsten, là chế độ chụp ảnh với ánh sáng của đèn vàng. Chế độ tiếp theo là chế độ Fluorescent, đó là chế độ chụp ảnh dưới ánh đèn hình quang, hay ở Việt Nam chúng ta còn gọi là đèn pic. Chế độ cuối cùng là chế độ chụp ảnh với đèn flash. Chế độ này sẽ giúp các bạn có bức ảnh ấm hơn trong ánh sáng trắng khi đèn flash. Bây giờ chỉnh về chế độ Auto White Balance rồi chụp đi. Ảnh của cô thì đẹp rồi cô ạ. Nhưng mà giá mà cái tông màu nó lành lạnh thì trông nó sẽ buồn mát mát một chút. Làm nào hả cô? Thực ra là có một cách nữa để chúng ta có thể cân bằng trắng. Đó chính là chỉnh nhiệt độ K. Khi mà các em muốn bức ảnh của mình có tông màu trở nên lạnh hơn một chút, chúng ta có thể giảm nhiệt độ K xuống. Quả đấy thì được rồi cô ạ. Nhưng mà ảnh người yêu em thì sao hả cô? Cũ không ơi. Đối với trường hợp của Tùng thì chúng ta có thể sử dụng chế độ Auto White Balance hoặc là chỉnh nhiệt độ K như vừa rồi. Và để dễ hiểu hơn thì chúng ta cùng thực hành luôn nhé.
Rồi các em có thể thấy là nhờ vào cái cân bằng trắng thì chúng ta có thể chụp ảnh dưới ánh đèn vàng mà chủ thể thì vẫn không bị nhuốm vàng. Trong trường hợp khi các bạn chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp mà chúng ta không thể dùng được chế độ auto white balance hoặc là chỉnh nhiệt độ cao thì còn một cách cân bằng trắng khác, đó chính là sử dụng một tờ giấy trắng và chế độ custom white balance. Đầu tiên các bạn hãy để chế độ auto white balance và chụp lại tờ giấy trắng sao cho kín khung hình. Bước 2, bạn vào menu, chọn Custom White Balance, ảnh hiện lên sẽ là tấm ảnh bạn vừa chụp tờ giấy trắng. Hãy bấm Set rồi bấm OK. Bước 3, bạn chỉnh sang chế độ Custom trong menu White Balance. Lúc này máy đã nhận ra màu trắng trong môi trường ánh sáng hiện tại. Vậy là bạn có thể chụp được đúng màu trắng rồi. Và đó là tất cả những gì có trong bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!